Nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hơn 50 km về phía nam, rừng ngập mặn Cần Giờ được coi là một trong những cảnh rừng đẹp nhất Đông Nam Á. Bởi nét nguyên sinh và hoang sơ ở cánh rừng này, cộng với việc bảo tồn được số lượng khỉ lớn, nên vào năm 2000, nơi đây đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Rừng ngập mặn Cần Giờ hiện đang là nơi cư trú của gần 1.500 con khỉ đuôi dài nằm trong bộ linh trưởng Primate. Chính vì vậy, mọi người thường hay gọi là đảo khỉ. Thưa quý vị, sau gần 2 tiếng di chuyển từ nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng đã đến được địa điểm mà chúng tôi cần đến là đảo khỉ ở huyện Cần Giờ. Điểm bắt mắt đầu tiên mà khi chúng tôi mới vừa đến đây là đã thấy xuất hiện lác đác có vài chú khỉ, dường như chúng có vẻ rất dạng người. Và cùng đồng hành để khám phá khu vực đảo khỉ ngày hôm nay cùng với chúng tôi là các anh Nguyễn Hữu Trước, tổ trưởng tổ bảo vệ động vật hoang dã tại khu vực đảo khỉ này. Xin chào anh Trước, thì điều đầu tiên thì anh có thể giới thiệu cho mọi người biết là cái nhìn khái quát đầu tiên khi mà mình mới vừa đến đảo khỉ được không ạ? Ở đây thì hiện nay anh là có 7 bầy, thì tổng đàn của 7 bầy hiện nay khoảng 1.500 con. Thì 1.500 con thì chia ra 7 bầy, thì mỗi 7 bầy thì có mỗi khu vực khác nhau. Thì mỗi đàn thì có từ khoảng 150 con đến 250 con, đặc trưng là khỉ đuôi dài. Khỉ đuôi dài nó thích nghi từ rừng từ Nam Trung Bộ, cuối cùng của dãy Nam Trung Bộ, từ Bình Thuận xuống cho tận cùng của đất mũi Cà Mau. Thì nó thích nghi ở rừng đầm lầy, rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh, rừng đầm lầy nó vẫn thích nghi được. Và bên cạnh đó những cái đọt chồi non như mảng thực vật ở rừng đây có sẵn có, rồi những cái cỏ dài. Thì bên cạnh đó là những thí dụ như con tôm nè, những động vật không có xương sống là tôm nè, mực nè, cua ba khía chẳng hạn, đó nó những cái thực phẩm đó nó có thể ăn được. Đúng. Đặc điểm nhận dạng loài khỉ đuôi dài này rất dễ biết. Lông chúng thường có màu từ xám đến nâu đỏ, phía sau cơ thể nhạt hơn, đuôi dài và được phủ lông tốt. Chiều dài đuôi thường đạt 3/4 hoặc hơn so với chiều dài cơ thể. Tại đảo này, khỉ được sống theo bầy đàn, hoạt động kiếm ăn, giao phối cũng hết sức tự nhiên. Như con này nó đây là nó khoảng trên 1 đến 2 năm tuổi, 4 năm tuổi thì là lứa tuổi đã trưởng thành. Thì trong cái thời gian này, như ví dụ con này nó, con non này đó, là trong thời gian bố mẹ nó còn phải chăm sóc, khi mà đạt được 1 năm tuổi thì bố mẹ không cần phải chăm sóc nữa. Đối với khỉ đuôi dài này, cái tuổi thọ bình quân của nó sống từ 35 năm đến 37 năm. Khỉ bắt đầu thời kỳ giao phối, thời kỳ động dục là bắt đầu từ tháng 10, tháng 11, tháng 12. Và sau đó là thời kỳ mà sinh sản, đầu mùa mưa xuống là thời kỳ đó là khoảng tháng 5, tháng 6. Là lúc đó, thời kỳ đó là khỉ sinh sản rộ khoảng 70-80%. Mất kiến thấy đường đâu mà làm. Lấy cọng dây cột vô đây. Thì lấy cột thì mỗi bầy đàn có một cái con gọi là thủ lĩnh. Thủ lĩnh của bầy đàn. Thì giới thiệu em luôn, đây là thủ lĩnh đang ngồi đây. Thì làm sao mình biết đó là con bầy đàn? Thì nó thể hiện trong cái vấn đề mà gọi là sức mạnh. Ngoài cái sức mạnh ra là nó thể hiện cái màu lông nữa. Hai bên các em thấy đó, hai bên ngay mép nó có cái gì lông ở dưới phần này, dưới ức miệng nó như thế này. Và cái hình lông nó rất là vạm vỡ, rất là sắc thể, nó thể hiện được cái màu lông. Và bên cạnh đó thì cứ đến hiện lại lên tới thời kỳ động dục đó, là cái bầy đàn nó sẽ thể hiện để giành lại cái ngôi thống lĩnh là làm thủ lĩnh. Thì nó phải có sự đấu tranh sinh tồn của bầy đàn. Là mới tới mỗi chu kỳ sinh sản nó thay đổi một con bầy đàn. Đúng rồi, thì nếu mà trong thời kỳ đó thì đánh nhau, thì nếu mà ai mà thắng thì sẽ làm thống lĩnh của bầy đàn đó. Khu rừng hiện tại này là kết quả của sự miệt mài lao động và tình yêu thiên nhiên của thế hệ đi trước. Từ sau năm 1986, rừng nơi đây được trồng lại. Cùng lúc ấy, khỉ cũng được dẫn dụ về. Hiện tại, số lượng cán bộ quản lý thuộc khu vực đảo khỉ này khoảng 60 người. Riêng anh Trước đã gắn bó với công việc này được 16 năm.
trồng lại cái hệ sinh thái rừng ngập mặn qua những năm tháng mà chiến tranh. Yeah. Rừng đây đã được chết trắng. Yeah. Thì từ cái chỗ đó mà rừng đã phục hồi, hồi sinh trở lại. Yeah. Thì để mà bên cạnh đó thì cái loài khỉ này lúc đó nó vỏn vẹn, nó còn lại có năm tám mấy, nó còn có mười mấy con thôi. Yeah. Thì nó có một cái nhóm nhỏ, thì sau một cái thời gian đó thì cũng có các anh các chú thế hệ trước thì yeah. cũng đã dẫn dù nó về đây. Nó bắt đầu nó cân bằng, nó lên từ mười mấy, hai chục con, ba mấy cho tới thời điểm này. Bên cạnh đó là trực thuộc của Ban Quản lý rừng hộ, có hạt kiểm lâm Cần Giờ, yeah. các như đồn biên phòng, rồi chỉ huy quân sự huyện, rồi công an địa phương, họ phối hợp tuần tra, rồi bảo vệ. Okay. Như hồi nãy em thấy đó, thì nó đang đi ở đâu đó, thì mình có những cái tiếng kêu hú lên, thì những cái tiếng quen thuộc, thì nó là một cái phản xạ có điều kiện. Thì sau đó nó nghe một cái tiếng hú như thế, nó sẽ quay về. À, là đã có nhân viên cho cái thức ăn hay gì. Để tránh mất mát tài sản do bị khỉ giật, xin quý khách lưu ý cẩn thận và tự quản lý đối với những vật dụng cá nhân như túi xách, mắt kính, điện thoại, máy quay phim, máy ảnh, mũ, nón mang theo. Các vật dụng không cần thiết, quý khách vui lòng để lại trên xe. Để có một chuyến tham quan vui vẻ và an toàn, di tích lịch sử chiến khu rừng sát Cần Giờ rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách. Trân trọng cảm ơn. Việc làm này không hẳn không có lý do. Những chú khỉ đuôi dài ở đây rất dạn dĩ và háu ăn. Chúng thường hay giật mắt kính hoặc nón của du khách vào đây tham quan để đổi lấy thức ăn. Chẳng hạn như chú khỉ này đang sở hữu được một cái nón của du khách. Để lấy lại được cái nón, người quản lý ở đây phải đưa thức ăn cho chúng, thì chúng mới trả lại. Bản chất của loài khỉ là tinh nghịch, lại háu ăn. Do đó, những người chăm khỉ tại đây thường gặp phải chuyện dở khóc, dở cười liên quan đến đồ ăn. Có những lần anh em sáng vào thì những cái khẩu phần ăn sáng mang trên xe vô tình chạy ngang qua nó bay chụp. Thì thôi thì khẩu phần đó để cho khỉ ăn sáng thì anh em cũng nhịn luôn. Hoặc là ví dụ như anh em ở đây vô tình đi rồi nấu thức ăn gì đó rồi quên đóng cửa khép hờ đó rồi nó vào, thì khi dọn thức ăn ra này chưa kịp ăn thì khỉ nó vô nó ăn trước, thì về thì thấy mọi chuyện đã xong. Nó cũng có nhiều cái chuyện vui cũng có, buồn cũng có. Đối với cái đàn khỉ ở đây thì để bảo quản và chăm sóc như thế nào để cho đàn khỉ nó được tốt hơn mà còn xa hơn nữa kìa, chứ không phải là trong như thời điểm này. Cũng là vì trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Đúng rồi. Chứ nhiều khi là anh gặp khó khăn như cái là anh nói chúng không nghe hay là chúng quá quậy. Không thì cái đặc tính loài khỉ này thì mình quá hiểu nó rồi. Dạ. Thì chúng nó thì rất là tinh nghịch. Rồi quậy phá thì cái chuyện đó mình bao nhiêu ngày tháng mình đã trải nghiệm rồi. Dạ. Thì mình cũng biết được cái nó tập tính nó làm sao. Thì nói chung là nó rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Chứ không còn cái quậy phá thì bản năng của loài khỉ là phải như thế. Khỉ nói riêng cũng như các loài khác trong bộ linh trưởng đều có tác dụng rất lớn trong việc duy trì và phát triển sự đa dạng sinh học. Đây là một trong những cái loài thú bậc cao. Thế và khi mà có những cái khu rừng mà còn có được những cái loài khỉ là những cái khu rừng mà còn có cái mức độ đa dạng sinh học rất là cao. Thế và khi mà nó ăn những cái thức ăn trong rừng thì nó cũng giúp cho cái việc là phát tán cây rừng chẳng hạn, làm cho những cái giống cây nó được phát tán hạt ở trong rừng. Thế thành ra là khỉ là một trong những nhóm rất rất là quan trọng trong cái hệ sinh thái, trong cái mắt xích thức ăn ở trong thiên nhiên. Liên quan đến cái việc bảo tồn khỉ thì có rất là nhiều giải pháp. Chẳng hạn như mình nên cố gắng tạo ra cái môi trường sống tự nhiên của chúng, phải duy trì được những cái khu rừng mà được bảo vệ. Nằm trong khuôn viên đảo khỉ này còn có nhà bảo tàng. Tại đây lưu trữ rất nhiều mẫu tiêu bản phổ biến của hệ sinh thái rừng ngập mặn, gồm có các tiêu bản thực vật như đước đôi, mắm trắng, vẹt đen,
chà là biển, vẹt tách, xù sùng và rất nhiều tiêu bản động vật thủy sinh. Ngoài ra, nơi đây còn trưng bày các hiện vật của hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Bởi trong những năm tháng chiến đấu chống giặc ngoại xâm, tận dụng được địa hình hiểm trở, chằng chịt của khu rừng Đức, cho nên nơi đây còn là khu căn cứ cách mạng hoạt động của quân ta. Những tia nắng yếu đi, hoàng hôn trong ngày cũng dần buông. Trời tối cũng là lúc những chú khỉ rút sâu vào rừng Đức. Bóng đêm bao phủ những con đường. Một ngày mới lại bắt đầu. Nắng lên khá sớm, khoảng 7 giờ 30 sáng thì những người quản lý tại đảo khỉ này thường cho khỉ ăn. Thức ăn chính là cơm gạo lứt. Với tổng đàn khỉ gần 1.500 con, trung bình một tháng phải tốn khoảng 2 tấn gạo lứt. Hoạt động này đều đặn diễn ra 2 lần một ngày vào 7 giờ 30 sáng và 4 giờ 30 chiều. Mỗi con khỉ đều có hai bên hông của nó có cái men. Dạ. Cái men đó là để đựng thức ăn. Dạ. Thức ăn đó, đó, sau khi ăn xong rồi những cái đó nó sẽ nhai lại và nó đưa vào bao tử. Dạ. Có nghĩa là khi mà nó ăn hết xong thì nó sẽ tận dụng lại thức ăn của hai bên men. Đúng, 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 đúng. Gọi là hay gọi là mình dân gian mà hay nói là láo ăn đó. Dạ. Để dành. Dạ, dạ. Những ngày cuối tuần hay nghỉ lễ, số lượng du khách đến đây tham quan có thể lên tới 1.000 người một ngày. Họ có thể có những cảm giác mới lạ khi tận tay mình cho khỉ ăn. Cảm giác rất là hào hứng nhưng mà vẫn sợ, sợ bị bu. Rất là vui, cảm giác rất là lạ. Lúc mới vào nhìn thấy nhiều khỉ lại gần, tôi cũng sợ chúng lắm. Nhưng chúng không làm gì tôi cả, chắc chúng hiếu kỳ thôi. Dần tôi cảm thấy bình thường, mình thân thiện với chúng thì chúng cũng thân thiện với mình thôi. Và đặc biệt không khí tại đây làm tôi cảm thấy rất thoải mái. Một điều thu hút khác là những chú khỉ tại đây còn được các cán bộ quản lý tập luyện diễn xiếc. Khi mình huấn luyện thì những cái trò tiết mục mình làm ra thì nó lâu dài trong khoảng 3-6 tháng. Thì một tiết mục thì nó làm ở khoảng một ngày tập khoảng 3 lần. Thì một lần của nó khoảng nửa tiếng. Huấn luyện mấy con khỉ thì rất là vui. Nhưng chẳng hạn như mình huấn luyện chó, cá sấu, những các con khác thì không bằng những con khỉ. Con khỉ thì nó thông minh hơn các loại con khác. Mình kêu nó làm gì mình nó sẽ làm đó, hay là mình kêu nó nhảy lên đầu mình chơi nó bất trí với mình thì những cái động tác đó rất là vui, hay là nó đã ôm mình, nó giỡn với mình thương yêu nó thì nó thương yêu lại mình. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ năm 2008 đến nay, số loài linh trưởng của Việt Nam được xếp ở mức cực kỳ nguy cấp toàn cầu, tăng từ 7 loài lên 11 loài, điển hình vọc cát bà hiện chỉ còn dưới 70 cá thể, vọc mũi hất không quá 200 cá thể. Vượn đen tuyền số lượng chưa tới 60 cá thể. Số lượng loài linh trưởng đang suy giảm từng ngày và ở mức báo động. Rừng, nơi trú ẩn của chúng, ngày càng bị thu hẹp. Do vậy, tính đến thời điểm hiện tại, khu rừng Đức Cần Giờ này có thể sẽ là nơi an toàn cho những chú khỉ đuôi dài tránh nạn tuyệt chủng. Và các cán bộ quản lý khác trong đảo khỉ, phần lớn anh em là bộ đội xuất ngũ, cứ đều đặn ngày qua ngày, công việc chăm sóc và bảo vệ loài động vật tinh nghịch này đã trở thành cái duyên đối với họ.